Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của một cái đôi bò. Đây, đôi bò cái tơ nha cô chú anh chị và các bạn nha. Đôi bò này thì nó khoảng tầm 13 14 tháng bò. Hai bò này anh chị mua về nuôi khoảng tầm 1 tháng 2 tháng sau bắt đầu mình có phối tinh nha. Và đảm bảo cho anh chị mức giá ngày hôm nay phải gọi là cực kỳ yêu thương cho cô chú anh chị và các bạn luôn. Bò thì nói chung là khá là mềm. Cặp này chốt giá cho anh chị 30 triệu hai con nè. Hang bò này 30 triệu, chân móng đi đứng hoàn thiện, không ép xe, không trật lỗi gì hết. Bò thì đảm bảo nghiêm chỉnh, khi mà giao đến sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán nha anh chị nha. Đây, mặt mày, chân móng, nói chung là anh chị sẽ được kiểm tra ngay sau khi mà anh chị nhận bò. Đó, sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nè, mặt mày, sái tích nè, nghiêm chỉnh ha. Đi đàng hoàng ấy, như vậy ấy con, rất là dễ chịu anh chị ha. Bò thì dễ. Rúng thì đầy đủ bài bản nha. Chân móng là móng sò. Đây, cặp này chốt giá cho anh chị 30 triệu. Anh chị mua về khoảng tháng 2 tháng sau bắt đầu có phối tinh. Bò này cái tơ nha anh chị nha. Hai cái là xin à, hai một cái là xin, hai một cái tơ. Rúng niếm chân móng đi đứng đều hoàn thiện hết, không áp xe, không trật lỗi nè gì hết. Ở đây đối với anh chị là những cặp vợ chồng mà chúng ta mới ra riêng á, mà muốn giá 30 triệu mà hai con bò này, hai bò cái này thì nói chung là anh chị mua về nuôi được ha, mua về mình nuôi được ha. Ở đây thì anh chị mua nuôi khoảng 1 năm sau là anh chị có hang bê. Đây, bò này không phải là bò nhỏ con nha anh chị nha, bò này không phải là bò cóc bò cỏ gì nha anh chị nha. Anh chị nào có nhu cầu mua thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em. Chân móng đi đứng đảm bảo nghiêm chỉnh, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Bò này thì chiều cao tại phía sau khu dao động tầm khoảng từ 1m27 1m28 anh chị nha. Đây, 1m27 1m28, bò này cũng tầm trung. Và giá trị của nó khá là mềm, hai con này gần phối tinh được rồi. Mà giá nó mỗi con 15 triệu. Anh chị nào thích con nào thì mua con đó ha. Và mua hết cặp cũng được ha. Mua hết cặp cũng được ha. Chốt giá cặp này là mỗi con 15 12 con mỗi con là 15 triệu, cặp này chốt giá 30 triệu nha anh chị nha. Anh chị nào gần xa có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với em để có thể chốt được đôi bò này. Đây, chân móng nè. Tình trạng sức khỏe thì ổn định, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Bò thì sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh, lông da bóng mượt. Màu thì màu đỏ đặc trưng của dòng bò Bolesin. Màu đỏ bánh mì khác nha. Lỗ tai thì lỗ tai cực kỳ nhỏ. Cái dòng này phải gọi là đụng là đẻ nha quý chị các bạn. Ở đây thì hai bò này phải gọi là thuộc về dòng bò đẻ rất là sai con, rất là mắng con và đẻ được nhiều lứa. Anh chị nào muốn mua bò đẻ sai thì đây là sự lựa chọn của anh chị luôn. Bò này thì thuộc về dòng bò đẻ 51, đụng là đẻ nha anh chị nha. Hai bò này rất là xứng đồng tiền, tầm khoảng 15 triệu một con thì đây là sự lựa chọn của anh chị. Những anh, những chị, những cặp vợ chồng mà chúng ta mới ra riêng cũng phù hợp túi tiền luôn ha. Ở đây thì anh chị nào có nhu cầu mua thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em. Ở đây số điện thoại của em thì có để trên màn hình đó. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ nha. Rồi, thì em cũng xin kết thúc cái video đây và hẹn lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.